của sống hồn thác thiêng. Cụ phổ độ trì cho các con cháu nội ngoại của cụ luôn được mạnh khỏe cụ. Các bác canh gà bên trái ơi, các bác có thấy cây hương nhảy em ở đâu không? Bảo nó về đi. Em ở nhà em mệt lắm. Mấy ngày rồi con bò cua bát nạt Hà Nội chốt đồng sâu để rồi con bò từng con cua con bát từng con áo con ơi đời giờ đây tóc hoa cha bạc phơ mày chạy theo hận ôi bội người gầm hoa còn là cha già mua các ma con ôi bao tháng bao năm mà con ta ơi đòi chiều ô bao bất ngờ giờ đây nuôi các con một con chưa bao được mười ân mà nay cha đã qua đời ra đi nhắc thêm cho thảm thêm sầu là con chưa chọn một câu sinh thành
thì cha đã chẳng còn. Khi con nhận ra được công sinh thành, bố đã nuôi con vất vả. Bố thì bố chẳng còn nữa thế rồi, cho con được bù đón bố. Gọi bố bây giờ, bố có biết không? Bố sách thì vẫn có câu dạy rằng, ôi có sinh con thì mới hiểu được lòng bố, hiểu được lòng mẹ. Bố bỏ con rồi, con quyết tìm bố ở đâu. Lòng mẹ thao bố, ôi con đã mất ta bố à. Hồn định mà tiếng má mà bố mấy ngày rồi nơi đồng xu ta mò cua bắt ốc, chắc giờ này cha ở nhà đang ngóng trông, ta phải mau mau trở về kéo cha ngóng đợi. Cha hỏi cha kinh như